Đầu tiên chương trình hôm nay ta sẽ học sang cái phần lập trình của đối tượng và thời lượng dự kiến ta xong khoảng 3 buổi. Sau phần này chúng ta chuyển sang phần về SQL. Chủ yếu đây là ôn lại các phần thao tác chính và kèm theo đấy là những cái phần mà kèm trên lớp chưa thực hành. Đó là thao tác với cái bộ soạn thảo ấy. Còn trên lớp các em ngày xưa học SQL hay kiểu là Credit Table hay CNET thì đấy. Còn chỉ ôn lướt qua thôi để các em tự học. Anh các em là cái gì trên lớp chưa được học chính. Sau cái phần này chúng ta sẽ có cái phần về AdoNet, tức là kết nối cơ sở dữ liệu của có thể là SQL Access hoặc SQL với C sao. Cái này có thể dùng chung, thì sau ai học PHP hay cái gì khác cũng đều có phần như này. Sau cái phần này chúng ta sẽ làm một phần mềm nhỏ nhỏ để tổng kết lại. Về phần lập trình đối tượng thì có những nội dung chính như sau. Ở đây những ai học đối tượng rồi nhỉ? Đồng thêm một nửa. Thế bên hệ thống học em nhỉ? Hệ thống tiên y tế. Học có cái môn đấy nhưng mà em đã bảo là học không gì đâu. Còn cao mình 1 thì là chưa nhỉ? Em đã đọc qua thế nào chưa? Thế nào nào? Cái này đều nói bài bản các thứ rất là chi tiết và khá nhiều. Tuy nhiên giới hạn trong 3 buổi chúng ta sẽ học những phần chính đủ để các em hiểu đối tượng là cái gì. Nội dung chính của nó liên quan đến các khái niệm về lớp này, đối tượng này, thuộc tính này, phương thức này, tính đóng gói này, tính kế thừa này, tính đa hình này, sự tự động hóa này, một số các từ khóa như static này, non static. Cái phần đặc biệt phần này thì chúng ta đã thấy đầu các anh nhỉ? Static, non static này. Đầu tiên là các học rồi. Con sao nè thấy cái này static và main ấy. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái mới. Cái phần này chúng ta dùng console name. Dùng cả WinForm được trước hết để tiếp cận nó nhanh. Đỡ mất thời gian diện ta dùng console name. Em tạo rất mới. Chọn console name rồi nhé. Với phần này chuyển sang WinForm bình thường, WinForm, WebForm. Sang mobile không vấn đề gì. Trước hết để làm quen chúng ta cứ dùng console name trước đã. Nó nền tảng. Tạo hẳn một cái solution mới. Ok, là gì đối tượng này? Con hay là con sò? Con sò này. Cái này viết tắt là OOP. Tạo sao được em? Đây ngay từ đầu tiên chúng ta học thì kêu chúc mà mỗi một cái file sinh ra đây là chính là dạng của đối tượng là các em thấy này, có CNAT này, có NamePay này, có static void main này đấy. Và nên đã học chi tiết về từng cái một. Các em tạo một cái chương trình mới. Hoặc mong máy cũng ngồi tự nhiên ngạc nhiên. Hello kìa. Để hiểu cái này trước hết thì chúng ta sẽ nhớ lại một chút về ngày xưa học Pascal với C. Hai ông đấy là thuộc cái loại lập trình gì các nhỉ? Hướng đối tượng, hướng chức năng, hướng thủ tục, hàm hay là hướng thành phần? Pascal thế là Pascal nó thuộc gì nhỉ?
Khóa can là hướng gì cái? Cứ phát biệt sai thôi. Có phải hướng đối tượng không? Bắt can ấy. Giờ để biết nó không thì các em thử nhớ lại xem bắt can có viết thành các cửa nát không? Mà toàn là cái gì nhỉ? Chúng ta học đến cái gì? Chỉ có function, procedure. Thế là thủ tục và hàm. Cái đấy người ta gọi là lập trình hướng chức năng. Hay có một số hướng thủ tục và hàm. Bởi vì chương trình của nó là chia các thủ tục và hàm. Thế các em ôn lại thế cái phần dẫn này. Đây là lập trình. Hay một số sách nói ghi là lập trình cấu trúc đấy. Lập trình có cấu trúc đấy. Chúng ta đã học tới Pascal này, C này, chương trình bao gồm này, các hàm này và thủ tục. Ngày xưa học cấu trúc dữ liệu giải thuật có câu gì mà bất hủ nhất các em nhỉ? Cái câu gì mà chương trình bằng gì các em? Chương trình này bằng cấu trúc dữ liệu này cộng với gì kia, cộng giải thuật hay giải thuật toán như nhau, hay cấu trúc dữ liệu cộng giải thuật bằng chương trình. Cái này nó chỉ đúng cho các ngày xưa người ta làm với lập trình có chức năng thôi, hướng thủ hàm thì đúng là chương trình có cấu trúc dữ liệu, tức là các cái phần của mình khai báo về là các biến, các toán tử dữ liệu kèm theo này, và cộng các giải thuật, cộng thứ nhân chia các thuật toán thành một chương trình. Thế còn sang lập trình hướng đối tượng thì chương trình của nó sẽ không phải là như đoạn này nữa, mà sang ngôn ngữ khác là các em biết là Java này, C cộng cộng này, và thường là chút C cộng cộng. Sang các C cộng cộng là trình hướng cấu trúc hay là hướng đối tượng? Chắc chắn không? C cộng cộng, không phải C. Cái C cộng cộng là chất nó ở hai bên, nói là cả hai bên đều, tức là nó dạng ngôn ngữ Nga ấy, chân bằng chân bên nọ chân bên kia, vừa cấu trúc vừa đối tượng. Thôi người ta để viết theo hai phong cách, có thể viết nó theo hướng cấu trúc cũng được mà hướng đối tượng cũng được. Nếu thật được quan siêu cộng sẽ thấy người ta dẫn giải đấy. Và nếu thứ tự là thứ siêu cộng này, còn nhiều ngôn ngữ tượng á phổ biến là siêu cộng này, Java này, C sharp này, thì chương trình này, chương trình là bằng tập hợp các lớp, lớp thì là các cửa nát này, mà mỗi một cửa nát này hoặc cái lớp này thì bằng giống như trên này là bằng cấu trúc dữ liệu cộng với giải thuật. Các em thấy có gì khác nhau không? Cái phần này nếu nhìn tinh ý các em thì thấy khác một cái phần, đó là chương trình về hướng dạng hướng đối tượng. Nó sẽ chia nhiều hơn là hướng chức năng. Hướng đối tượng lại chia từ chương trình tổng các lớp, phân chia một cấp này, xong cấp sau nó mới bằng cấu trúc liệu cùng giải thuật, tức là bằng cả chương trình bên kia. Chính vì cách chia này, do vậy các chương trình hướng đối tượng nó sẽ dễ nhìn và nó dễ quản lý, về sau bảo trì nâng cấp sử dụng lại cũng rất là cao. Thế còn hướng cấu trúc ngày xưa chúng ta làm Pascal với C thì sao các em? Nếu một cái chương trình viết ra thì có phải nó chia thành nhiều file đâu, hoặc là một cái chương trình của mình cũng phải can viết lần lượt tất cả các hàm xong thì có một chương trình gọi ra. Và đặc biệt cái nhược điểm của nó, người ta nói là cái cấu trúc dữ liệu và thuật nó rời rạc nhau, nó tất cả nó đều chạy biến toàn cục ấy, nó không đóng gói được một cái phần riêng. Chẳng hạn như cái mô tả một người chẳng hạn thì chia thành các thuộc tính này, xong mô tả là con động vật khác, nếu con mèo chẳng hạn, người ta mô tả ở lớp chung. Thì sang hướng đối tượng này tất cả nó lại coi một cái khác, đó là coi tất cả các cái phần đối tượng này là coi mỗi cái đối tượng hay cái lớp nó là một thực thể thực thực. Chẳng hạn như là để xây dựng mô tả về động vật, hạn xây dựng một cái lớp mô tả cho người riêng, thì bắt đầu người ta liệt kê các phần liên quan đến người. Hay là sinh viên này hạn, sinh viên người ta thường quan tâm thủ tính gì cái nhỉ, như đăng ký làm cái phòng của học sinh viên ấy, người ta đều quan tâm đến họ tên này, địa chỉ này, lớp này, ngày sinh này, số chứng minh này, số điện thoại này, vân vân. Và bây giờ nó phải như thế giáo viên này hạn, người ta lại mô tả giáo viên riêng. Còn nếu như mà chúng ta xây dựng dạng hướng chức năng thì hai cái đối tượng này chúng lại cho hết một chương trình,
Còn sang đối tượng thì chúng ta tách thành hai cái, ít nhất là một giáo viên và một sinh viên. Sau đó có một cái chương trình chính để gọi hai người đấy. Bây giờ để các em dễ hiểu, sẽ làm một cái ví dụ đơn giản là có phải được tính với sinh viên nhé. Giờ các em về solution. Kích chuột phải này, thêm một cái lớp mới. Người phương WinForm là cái nào về cái này chứ nhỉ? Mọi khi trước chúng ta làm là ép một cái là Windows Form. Còn sang phần này chúng ta sẽ ép một cái là ép FNAP đây. Các em chọn ép FNAP. Các em nhìn rõ. Chọn cái FNAP, đây là kích chuột phải solution là project này. Chọn vào ép này, vào project mình đang làm ấy. Chọn vào ép FNAP. Đây chính là cái mô phỏng phần trên, đó là chương trình bằng tập hợp các cửa nát. Mình thêm các cửa nát xong mình gọi vào. Các em chọn xong chưa? Dù các em đặt tên là sinh viên chẳng hạn. Nó không cần chấm chữ N được, nó tự thêm vào mà, em có chấm được. Rồi N vào. Ở đây chính là chúng ta đã tạo ra một cái lớp mới. Và tổ chức chúng ta đến một chút. Với lập trình hướng đối tượng thì có các ba thuộc tính quan trọng này. Đó là tính đóng gói, tính kế thừa và tính đa hình. Ở đóng gói các em thấy các phần này nó có phân cấp không? Đấy nhá. Mình ghi mũi tên này. Ở đây chúng ta có nên pay bên ngoài cùng này. Mở rộng bên trong nó có cửa nát này. Trong nên space này có thể chứa được nhiều các cửa nát khác nhau. Và trong cửa nát này chúng ta lại có các phương thức. Cái này chính là thể hiện tính đóng gói, bao bọc trên đó thông tin. Như có kem gói quà ấy, có một cái hộp nào rất to xong xong cái hộp này. Thậm chí có người vui tính phải gói mấy cái hộp một lúc này. Cái quà tận trong hộp bên ngoài rất là to này. Bóc ra lại có một hộp trong, bóc ra nữa có hộp nữa. Đấy là thể hiện coi là tính bao gói che giấu thông tin này. Bóc bóc thì là ấn tượng cuối cùng, không bé tí là phải có quà. Đây quà bạn là một vận chỉ. Đây với sinh viên chúng ta mô tả một chút này. Cái này khá gần gũi, nhưng khi mà các em ngày xưa học cái kiểu dữ liệu gì mà định nghĩa là tự định nghĩa các em nhỉ, ở Pascal ấy hay hoặc là C ấy. Có là bản ghi, bản ghi chúng ta có những dạng gì nhỉ? Có phải bản ghi chúng ta đến Pascal là các em type một cái là record này, xong bên trong có các trường này, trong kiểu dữ liệu này, có bên C là gì các em nhỉ? Bên C hoặc bên ra rồi bên C là stack, bên C xong có stack. Cái cờ nát này nó nâng cao ở những cái kia. Cái cấu ngày xưa chúng ta học cái đấy chỉ là định nghĩa kiểu dữ liệu thôi, nhưng mà các em để ý các kiểu đi type record hay stack có cái phương thức không các em? Record chẳng hạn, chúng ta chỉ có định nghĩa các thuộc tính, còn có cái phương có thủ tục khách hàng ở trong đấy không? Có nào, bởi vì lúc đấy là dữ liệu tách rời nhau và hướng đối tượng nó thêm một cái xử lý ngay chính cái dữ liệu đấy nó gói vào nhau. Tức là bên cạnh cái chỗ mà các thủ tính là họ tên địa chỉ quê quán thì để thêm các cái cảng cái thủ tục với hàm là kiểu nhập với xuất hoặc là tính điểm trung bình thì đính ngay trong đấy, nó thành là một cái cờ nát. Cái đấy chỉ đúng ở bên ngày xưa chúng ta học ở bên C hoặc bên Pascal. Trong sang C sharp Java, à C sharp này thì nó có một cái nâng cấp một chút, đó là cái stack này cũng có thể chứa phương thức. Nên kiến về cái định nghĩa hiểu sâu nó khác một chút. Đây. Rồi chúng ta quay về cái lớp sinh viên. Trước hết là các thông tin thì quan trọng cho mình liệt kê ra. Đây. Các thông tin là sinh viên này. Không có gì cả nhỉ? Họ tên này. Gì nhỉ? Quê quán này. Giới tính này. Có thể so với mạng sinh viên nhé. Mạng sinh viên quan trọng. Thôi có thể rất là nhiều thông tin khác. Tạm thời chúng ta ví dụ làm vài thông tin thôi. Và các em thấy về sinh viên nếu mà kể có nhiều thông tin không? Rất là nhiều nữa, các em thấy người ta lưu trữ hết không? Bây giờ có
Ai quan tâm lưu trữ của một người là cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu hoặc là màu tóc là gì không? Mặc dù rất nhiều thông tin người ta không có thể lưu trữ, và cái tính chất người ta chỉ lấy những cái thông tin thì người ta cần, cái đó gọi là sự trừ tượng hóa. Các em phải nhớ nhanh gọn thôi. Nghe sự tượng hóa hơi khó hiểu thực chất, đó là cái phần chắt nặng thông tin là mình cần thiết. Có thể cùng là sinh viên nhé, nhưng mỗi người khai động khác nhau. Dù giờ các em có những ai mà thật ra quán cái quán chẳng hạn, hay quán cầm đồ hạn, nó khai thông tin kiểu khác. Nhưng mà ra trên phòng công tác sinh viên cũng là sinh viên, nhưng mà thấy thông tin khác. Đấy là do cái sự trường hoàn tượng hóa thôi. Chắt lọc của mình ấy, mình cần cái gì mình cho vào cái quỹ của mình. Ở đây chúng ta quan tâm vào này thông tin chính thôi. Mỗi một cái này chúng ta ở bên nhỉ? Ngày xưa ở bên Pascal chúng ta định nghĩa một cái theo kiểu dữ liệu. Họ tên kiểu gì cái? Rồi chúng ta khai báo được cái một nhé. Khai báo bình thường này. Trên họ tên này. Ấn bằng rộng luôn nhé. Chữ này. Giới tính địa chỉ này. Giới tính kiểu gì cái? Thế cho nó kiểu chuỗi là dễ nhé. Có thể cho kiểu bundle, trufo ấy. Thế cho kiểu chuỗi rồi có vẻ chuẩn hơn. Bởi bây giờ các em thấy đám cưới đồng tính rất là nhiều, cho trufo không ổn lắm. Ở thần này có đám gì đồng tính đâu, đám cưới đồng đông á. Việt Nam có luật mà không phải hợp pháp mà. Cho nên giới tính là thôi tránh cái kiểu bit với kiểu trufo bundle đi, thì nó không đúng nữa. Nó không bố thì cứ làm trufo thằng kia nó chửi. Có 3, ít là có 3 mà. 3 hay 4 nhỉ? 5 á. Hình như 5 ấy. 5 rồi. 4 nhỉ? 5 là tính nữ với cả không có cảm giác. Đối với cả không thích nam, không thích nữ. Thích cả nam, thích cả nữ. Thế đấy này cho kiểu chuộng. Sư vẫn thích mà. Sư vẫn thích chẳng qua là kiêng thôi. Đứa chỉ và cho kiểu chuỗi nhá, cho ta cán. Cái ngày sinh này chúng ta sẽ cho kiểu chuỗi kiểu chính xác, cho kiểu data. Đây. Còn một cái thì mã sinh viên là mã sinh viên cho kiểu chuỗi. Check data bằng này. Data em thử tạo bằng data này. Ngày tháng năm hiện tại là gì các anh nhỉ? Now. Hiện tại rồi chấm nào. Rồi mặc định là sinh viên là bao nhiêu tuổi đi học ấy? 18 có thể là F này, chúng ta mặc định ở 18 ở năm hiện tại. F year. F year bao nhiêu năm kìa? 18 năm thành bao nhiêu? Phải là có dấu gì nhỉ? Một số âm trước. Âm để lùi lại. Tân năng rồi. Năng đi Hà Nội này. Tân nè. Mã sinh viên. Rồi cho lên đầu để hợp lý. Cái thứ tự chẳng quan trọng lắm, thì cho này cảm giác nó ngữ nghĩa nó xuôi hơn không. Ví dụ vài thông tin thế này. Cái đây là ngày xưa chúng ta làm bắt ca, người ta gọi là các trường. Đây. Ở bên này nó viết dạng như này, chúng ta sẽ coi là các trường. Chuyên để thành thuộc tính ở bên phần đối tượng này. Các em xem lại cái phần hãy xem ghi nhé. Có các khái niệm chúng ta cần quan tâm. Lớp này, đối tượng này, thuộc tính, phương thức. Cái thuộc tính này ngày xưa có thể các em quen thuộc rất là nhiều rồi. Sau này khác một chút. Cái phương thức bản chất ngày xưa đã học về thủ tục và hàm. Hay trong này mỗi một buổi con số này đã học rồi. Còn tính không có thì thể hiện sang có netspace này. Đây. Có netspace này, có cờ nát. Còn tính kế thừa thì hướng dẫn sau này. Còn tính đa hình là cái nạp chồng. Nạp chồng các em nhớ. Nạp chồng phương thức ấy. Các phương thức với nạp chồng thì tính tổng này. Nó sơn nhẫn thì tính tổng A, B hoặc A, B, C. Kiểu nguyên cầu thường không? Đấy chỉ là một cái của cái là đa hình thôi. Bên cạnh đấy có một cái ghi đề nữa. Chúng ta sẽ học sau. Sư tự động hóa anh vừa nhắc. Đó là cái phần về các thông tin mình chắc nào. Sinh viên có nhiều thuộc tính nhưng vừa sau mình chỉ quan tâm có 6 về thuộc tính thôi. Bên cạnh đấy cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, tóc tai kiểu nào mình không quan tâm, mình bỏ hết, nhưng mà mình đọc mình bỏ những thông tin không cần thiết đấy, cái đấy sử dụng hóa. Còn cái này cũng khá quen thuộc này, cái private public protect chúng ta sẽ làm được cái một. Các em biết xong cái này chưa?
khi mà viết thế này thì trong thi sát đã hiểu là trường. Để nó trở thành thuộc tính thì chúng ta sẽ làm như sau này. Thuộc tính nó gồm có hai thành phần, có một cái thành phần này là để lưu các phần giá trị sử dụng ngay chính trong này là chính, và thông thường nó sẽ để ở dạng private. Private là gì các nhỉ? Private tiếng Việt là gì? Như ở trên Face hoặc trên Mizin nhé, các em để private thì có nghĩa là sao nhỉ? Người khác xem đúng không? Private hả? Vẫn xem rồi. Cái private public thì chúng ta sẽ có các từ khóa này hay quen thuộc này. Cái này nó gọi là phạm vi truy cập, gồm có public này, protected này, private này. Public tiếng Việt là gì các nhỉ? Công khai hoặc là công cộng. Protected là gì các? Google trên nick nhanh. Protected này là bảo vệ, còn private là riêng tư. Để cái các em phải nắm vững được các từ khóa này, cái public công khai công cộng này nó thể hiện ở cái phạm vi của nó là ai cũng biết được. Cụ thể trong đây là những cái kernel, tất cả kernel cũng nào có xem được. Còn cái protect là nó mang tính chất như kiểu là tra truyền con nối, chỉ có một dòng này thôi. Tức là đây là một lớp sinh viên này, về sau cái lớp gì liên quan lớp sinh viên, tức là con của lớp sinh viên này sử dụng được. Còn private là chỉ có trong cái phạm vi một cái kernel này là dùng được, còn chỗ khác không thể xâm phạm được. Thì cái chuyện riêng của mình mà không kể cho ai nghe, bất kỳ bạn thân không được nghe thì đó là private. Bố mẹ không kể, bạn thân không kể, rồi sao phải có người yêu không kể hạn, đấy là cái thủ phạm riêng tư được. Còn chẳng hạn như kiểu là kem nghe người ta có hai cái bài gọi là gì, thuốc gia truyền ấy, hay tẩm thuốc gia truyền, có nghĩa là chỉ có dòng họ đấy có, thì cái đấy nó tương ứng với dạng như kiểu protect này, dụ từ ông cha để lại này, xong là chuyển cho bố này, bố truyền con này, cháu cứ thế, thì nó thành một cái protect. Cái này liên quan đến phần tính kế thừa thì có cái này. Rồi các em nắm các từ khóa nhé. Đấy thì nhớ là rồi phạm vi đầu tiên là cái rộng nhất là public này, xong protect là theo giảm dần này, đến private là cái ít nhất chỉ có ngay chỗ là có thôi. Chỗ này chúng ta để cái chỗ private sinh viên này là để private này, để chỉ trong cái nước là dùng được. Và tiếp theo thì thuộc tính thì nó có một cái nữa, để do bên ngoài dùng được cái thuộc tính này thì không thể dùng với private ngay được, phải có một cái để public, đó là public này, sinh này, đó là mã sinh viên. Đấy. Cái phần này dùng trong nội tại này, còn phần này là ngoài truy cập. Thì nó có hai cái bên trong này đầy đủ. Một cái dùng để lấy giá trị ra, một cái lấy trả giá trị vào. Lấy là gì tiếng Anh nhỉ? Lấy tiếng Anh nhé. Lấy ra. Get đúng rồi. Đó là cặp get và set. Cái này hơi nặng một chút nên các em chỉ cần học vài lần nhớ thôi. Get. Get là lấy giá trị, chúng ta sẽ lấy giá trị return của cái mã sinh viên. Đấy. Và một cái set nữa là để đạt giá trị. Đó là mã sinh viên được gắn bằng value. Các em thấy cái này khó hiểu không? Ở đây nhá, cái trang này này, cái mã sinh viên này chúng ta dùng trong nội tại cái lớp mã sinh viên này, nhưng để các lớp khác mà dùng được thì không thể truy cập thẳng đến cái mã sinh viên nhỏ này, mà phải cần có một cái để giao tiếp. Chính vì thế nó sinh ra một cái này có dạng public để cho bên ngoài có thể tham chiếu dùng được vào đây. Và để tham chiếu ngoài, bên ngoài sẽ quan tâm đến hai phần. Phần đầu tiên là lấy giá trị ra, và phần thứ hai là đẳng giá trị. Do vậy nó có hai cặp get và set. Get để lấy ra, còn set để thiết lập.
Cái thuộc tính mà chúng ta phải làm hai cái này, một cặp, một cái ở bên trong này, còn một cái ở bên ngoài. Nguyên nhân mà chúng ta không gộp được hai cái vào nhau bởi vì nếu như mà gộp vào nhau hết thì có những giá trị mà kiểm soát nó sẽ làm cái chương trình tới về sau mà thao tác cả bên trong dùng cái này, bên ngoài dùng nó sẽ ra tình trạng tranh chấp và xung đột đấy. Do vậy có một cái này chỉ thao tác về cái dạng chữ nhỏ này, tức là cái tên nhỏ ấy, còn một cái thao tác bên ngoài chữ to này. Bên cạnh đấy thì cái phần get set này chúng ta sẽ dùng các công lệnh bên trong, chẳng hạn như kiểu kiểm tra này, can thử kiểm tra if này, mã sinh viên này, mà bằng rỗng thì nó return là a này ha, còn l lại ví dụ này sẽ dễ nhìn. Hoàn toàn trong cái cần lấy giá trị get và set chúng ta thêm các công lệnh vào để có thể là mình kiểm soát được cả giá trị. À, như ngày xưa chúng ta làm với sinh viên thì có tuổi này ha, tuổi thông thường con người sống cao nhất bao nhiêu cả nhỉ? 100 bao nhiêu đấy, 20 hay 30 đấy, 130 ấy. Thì là từ giờ người ta đạt lên 200 thì mình sẽ phát hiện ra ngay là cái tuổi của con người không thể vượt quá bằng công lệnh bằng không thể vượt quá được bằng công lệnh dùng if này. Nên mà kiểm tra giá trị nó vượt qua hay là không thỏa mãn, mình hoàn toàn chuyển về giá trị mặc định. Cái set này cũng thế, chúng ta có thể thêm các công lệnh vào đây. Giả sử có thể kiểm tra như sau, nó được mang lên này, if này, value này. Đấy. Các em có thắc mắc cái value ở đâu ra không? Cái value là chị, nhưng có ai thắc mắc là cái value nó phát sinh từ đâu không? Còn thế thì để giải đáp cái phần này, các em viết nốt phần dưới tương tự như thế. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái phần program này, gọi cái sinh viên. Khi đó các em sẽ hiểu từng phần một dễ hơn là này. Các em viết hết đi, em giải thích từng cái một. Cái value về sau sẽ đến bên kia sang, rồi chúng ta viết hết nhá. Cái phần này thông thường người ta viết trong một dòng. Tương tự họ tên này, chúng ta đã viết là cái là private này, cái là public này, sinh này, tên, get này. Bây giờ các em viết thế này thấy chán chưa? Bây giờ có chục cái viết thế này rất là mệt đúng không? Chính vì vậy mà trong Visual hỗ trợ sẵn cho mình, không phải viết cái này làm gì cả. Các em chỉ cần viết private bên trên này, sau đó phần dưới này xin nhân xong. Chúng ta kích chuột phải vào cái phần này, vào phần thuộc tính mình cần viết cái public, kích chuột phải này, chọn refactor này, sau đó chúng ta chọn vào ncap phiên. Các nhìn rõ chưa? Kích chuột phải này, refactor này, chọn encapsulate phiên này, ok chưa? Nó hiện lên cái dạng từ file phiên name là họ tên này, tên thuộc tính là họ tên này, sau đó là ấn OK, em đi vào đấy, nên nó sinh ra cho mình một cái là public string họ tên có get và set đầy đủ. Anh làm cái khác nhá, kích chuột phải vào quê quán này, chọn vector này, encap phiên này đấy. Khi mà chúng ta không viết là public hay private gì đấy thì nó sẽ mặc định là private, các em hiểu chưa? Thế mình không viết nó hiểu là private, viết vào thì cho nó đầy đủ đó. Tương tự phần khác các em sinh nhanh mà. Ở Visual thì chúng ta khoa sinh một lúc chỉ được có một cái. Nếu như mà em nào muốn một lúc sinh được nhiều thì có thể cài trong các tool, chẳng như code helper thì nó hỗ trợ một lúc mình chọn nhiều thuộc tính. Xong chưa kìa?
Và cái phần này chúng ta thu nhỏ vào các em ghi là các thuộc tính này. Thu nhỏ nó vào. Đấy. Tạo một cái dần tên là thuộc tính này. Thuộc tính là gì các em nhỉ? Property gì nhỉ? Property. Gói nó vào một cái dần. Trong một cái grnet thì có hai phần quan trọng, một là thuộc tính và cái phần thứ hai đó là phần phương thức. Phương thức tiếng Anh là gì các nhỉ? Đúng rồi, mình thôi nhỉ. Thuộc tính và phương thức rõ ràng nhé. Ngày xưa học phương thức, các em còn nhớ cái loại phương thức gì mà không có kiểu trả về không? Không trả về cái gì? Kể cả void, không có cả void luôn. Rồi, anh nhắc nhẹ nhé. Về phương thức chúng ta phải chia hai loại này. Cái này từ chia trong sách thì em dễ không nói đâu, để chia các em dễ hình dung ấy. Một là phương thức, thức khởi tạo này. Hai là phương thức bình thường này. Cái phương thức khởi tạo này chính là cái phương thức đặc biệt này. Nó không có kiểu trả về. Mình viết tiếng Việt này. Các đọc là chữ không có dấu. Mình viết có dấu nhé. Là phương thức này. Vì thứ nhất là không có kiểu trả về này. Cả vo nhé, cả vo không có này. Cái thứ hai là có cùng tên này với tên grnet đấy. Cái thứ ba là chỉ được vọn này. Hiệu này, màu đơn. Có em nào biết là sau khởi tạo đối tượng là dùng từ khóa gì không? Đúng rồi, từ khóa new. Tức là chỉ gọi sau từ khóa new. Đấy. Cái bên sau nhé. Đây không nguồn tên kiểu trả về này, cùng tên với grnet này, chỉ được gọi từ khóa new này. Có một cái nữa, hạn vi là public. Giờ đây các em biết được không? Cái phương thức bình thường chính là các phương thức có thể trả về void hoặc public void và không cùng tên với phương thức. Ví dụ chút đặc điểm nhé, có kiểu trả về này là void, khác void này, tên là khác với tên lớp. Đấy, hai là nó như thế, các em nắm được để